Em xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì Hoàng Audio cũng về được một số những sản phẩm dành cho anh em audio trên toàn quốc. Thì thực ra mà nói là nó cũng không có nhiều lắm. Bởi vì là cái hàng bây giờ hiện tại nếu như mà em lấy thì em toàn tuyển những cái hàng nó đẹp. Mà nó đẹp, nó chất lượng thì nó lại số lượng nó không có nhiều lắm. Cho nên là em chỉ tuyển được một số thứ về để cho anh em có thể là anh em có thể giao lưu. Hoặc là những anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Hoàng Audio để ủng hộ cho Hoàng Audio. Ví dụ như ngày hôm nay thì Hoàng Audio cũng về được một số những cái con trầm mà gọi là phân khúc, gọi là vừa tầm để cho những anh em gọi là bình dân chơi. Ví dụ như con này là con súp hầm Cutton. Con này là súp hầm hơi bát 20 anh em nhé. À, súp hầm điện bát 20 nhé. Dòng này thùng nó rất lớn, đánh rất là ok luôn. Đây, con dòng này nó cũng là một cái dòng mà anh em có thể nói là cũng rất là hay. Ví dụ như là con Famous Audio này. Con này sở hữu bát 20 thôi. Trên đây là vỏ của nó dạng như kiểu là ánh ngọc trai, sở hữu bát 20, gân cao su thì phải. Đấy, gân cao su. Đấy, anh em có thể nhìn thấy. Mà không những con này nó cũng nó sở hữu một bát, mà con này sở hữu cả hai bát luôn. Để em đặt lên cho anh xem, nặng như cối đá lỗ luôn. Đấy. Con này em nghĩ là nó tuy nó nhỏ thôi nhưng mà nó võ công cực kỳ thâm hậu luôn. Đấy, quay phía sau cho anh em một tí. Còn đây là con trầm móc quýt. Đấy, màu vàng gỗ có thể nói là rất là sang chảnh luôn cho anh em nào mà yêu mến. Cái kiểu dáng thùng thiết kế rất lạ mắt. Con này chất nó cũng khá là ok. Đấy. Tất cả đều trầm bãi rất là đẹp. Rất đẹp. Đấy. Thì hôm nay em cũng chỉ giới thiệu sơ qua về nó về là một số mặt hàng kia, là đôi loa cây thì em chưa kịp bóc ra. Loa cây của Calip chứ, Calip Mỹ. Thì mai em sẽ bóc ra để rồi đăng lên trên YouTube. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Đấy. Và đặc biệt hôm nay em rất là tâm đắc với cái con đẩy này. Con đẩy anh em có thể nhìn thấy, con đẩy này là dòng đẩy B3 và nó có model là EOS 2600. Dòng này thì nó có màn hình LED hiển thị nhiệt độ của các kênh và một số thông số. Nói chung là dòng này thì nó chơi khá là hay và anh em nhìn thấy là nó rất là đẹp luôn. Đấy. Tất cả những cái con đẩy hoặc là những cái thiết bị bây giờ Hoàng Audio tuyển về thì sẽ tuyển những cái hàng gọi là tương đối là sạch sẽ từ trong ra bên ngoài, cũng như là đẹp để cho anh em vừa bày và anh em vừa có thể chơi, nó rất là bền bỉ. Đấy, thì tất nhiên là cái giá của nó cũng sẽ chênh lên một vài trăm, nhưng mà theo em nghĩ thì nếu như nó chênh lên một vài trăm nhưng mà mặt hàng nó cứ đẹp, đây nó cứ đẹp, nó cứ đẹp uy tín như thế này thì em nghĩ là anh em cũng không tiếc gì một vài trăm để mà sở hữu nó mang về để mà bày biện được. Đấy, ví dụ như con đẩy này ngày mai lên sóng anh em nhìn sẽ thấy nó rất là ok và rất là đẹp luôn. Đấy, như con trầm này chẳng hạn đấy. Bánh chai thì các kiểu. Đây là súp hầm. Súp hầm cắt tần luôn, bãi xịn luôn. Đấy, thì hôm nay em có về được một số những cái dòng đẩy. Đó là dòng đẩy B3 EOS 2600, B3 A7 cộng. MU Rock 3. MU Rock 3 cũng rất là đẹp luôn, mặt mũi đẹp. Keng luôn mà ruột thì anh em nhìn thì phê luôn. Và có cả con AIM 3 kênh luôn. Con này cũng khá là đẹp. Con này thì giá em bán ra giá lẻ cũng rất là rẻ thôi. Đẩy 3 kênh này có thể cho anh em chơi một đôi full và một con trầm hơi cỡ chừng bát 30-40. Rất là hay luôn. Con này thì tại Hoàng Audio đang bán với giá là 4 triệu 2 cho anh em. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Đấy, đọc giá trước con này này. AIM 3 kênh này. Đấy, đẩy rất đẹp. Đấy, thì hôm nay em cũng về được một số mặt hàng như vậy. Anh em nào mà có nhu cầu thì là ngày mai thôi em sẽ lên sóng lần lượt từng em một lên YouTube, cũng như là thông tin chi tiết để cho anh em có thể là tham khảo và anh em là ủng hộ được thì ủng hộ ạ. Rất trân trọng cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em nào mà yêu mến thì like cũng như chia sẻ, đăng ký kênh giúp Hoàng Audio để mỗi ngày em sẽ làm một cái video tốt hơn nữa dành cho anh em. Xin trân trọng và cảm ơn anh em.